Vĩnh Long sông nước miệt vườn, quanh năm cây trái phố phường vàng vỡ. Thưa quý vị, khi đặt chân tới Vĩnh Long thì tôi đặc biệt ấn tượng bởi cây cầu Mỹ Thuận, một cây cầu tuyệt đẹp và nổi tiếng. Nơi đây còn có một loại quả mà tôi ao ước ghé thăm, đó chính là bưởi Năm Roi. Bưởi Năm Roi, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, phân bố chủ yếu tại thị xã Bình Minh, với diện tích trồng khoảng 7.691 ha. Con chào chú. À, cảm ơn. Ui, quả này to quá, để con đỡ cho chú nào. Quả này có khi phải đến 2 cân đi chú nhở. Rồi. À, bưởi nhà mình thì thu hoạch vào những mùa nào hả chú? Coi như là nó chuyển hoài quanh năm, nhưng mà nghịch vụ thì nó ít hơn là cái mùa chính vụ của nó. Rồi mùa chính vụ của nó là tháng 9, tháng 10. Đang thu hoạch đây là vô mùa nghịch vụ rồi. Con đã nghe thấy danh tiếng của bưởi Năm Roi rất là nhiều rồi. Thì con đang không biết là điều gì khiến cho bưởi Năm Roi nó có được cái danh tiếng như vậy. Cũng nhờ là Thiên Phú là trời cho cái địa hình thị xã Bình Minh. Nó nằm giữa ba con sông, sông Hậu Giang và con sông Trà Vôn và sông Mân Thích, tạo thành cái mặt đất phù sa cho cái vùng này nó rất màu mỡ, rất tốt. Trong cái bưởi này nó rất thích hợp để tạo nên cái hương vị của trái bưởi này là nó ăn với khác với những loại bưởi khác. Chính vì cái hương bưởi đó mà cộng thêm cái nữa là chúng tôi ở đây là chủ động là canh tác và là chủ động vấn đề mà an toàn sạch, đó là đứng hàng đầu. Thứ nhất là vấn đề mà cái khâu chăm sóc đó, thì chúng tôi chủ động là xài phân hữu cơ là nhiều, còn phân hữu cơ thì chỉ xài một ít thôi trong cái giai đoạn đó để nuôi trái. Thì tất cả những phân này chúng tôi lấy từ các cái công ty có thương hiệu, đó có sự chứng nhận của nhà nước cho phép. Còn cái khâu mà phòng bệnh của nó thì chúng tôi cũng phải xài thuốc trong cái danh mục của nhà nước là cho phép lưu hành. Trước khi thu hoạch chủ động cách ly thuốc bảo vệ thực vật là 15 ngày, thành thử ra rất đảm bảo cho người tiêu dùng. Để nâng cao cái giá trị của cái sản phẩm bưởi Năm Roi này thì các doanh nghiệp hoặc là hợp tác với chúng tôi để thu mua cái bưởi này, sơ chế lại để đóng gói bao bì, đóng nhãn tem mát hoàn toàn, chẳng những là tiêu thụ hàng trong nước rồi còn đưa ra xuất khẩu ra thế giới nữa. Chú ơi, con vẫn đang tò mò là sao lại có cái tên là bưởi Năm Roi. Cái câu chuyện mà về bưởi Năm Roi thì nó cũng có cái sự tích khá thú vị. Ông cụ lão ngày xưa đó kiếm ở đâu không biết mà được những cái giống cây bưởi này, ông trồng rồi ra những quả kia thì ông dặn con cháu không được quyền hái, mà đứa nào hái thì ông sẽ quýnh Năm Roi. Rồi từ đó nó mang tên bưởi Năm Roi tới giờ luôn. Thì trái bưởi này nói chung thì nó cái hình nó hình bột dục rồi, giống như cái hồ lô vậy đó. Dạ. Cái khi chín thì cái màu này sẽ lên vàng lên. Nó rất đẹp, vỏ nó rất mỏng. Vâng. Muối trong là nó rất mỏng nước, mà đặc biệt đó là phải thùng chủng là nó không có hột nha. Quả là danh bất hư truyền chú ạ. Những cái tép bưởi rất là mọng nước và tôi cảm nhận được khi mà ăn ở trong miệng nó có một vị ngọt thanh, thế nhưng lại rôn rốt. Và cảm giác khi mà trời mùa hè nóng nực như này mà được ăn những múi bưởi như thế này thì thật là tuyệt vời. Bưởi Năm Roi, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, sản lượng đạt 71.542 tấn trên một năm, được tiêu thụ chủ yếu ở Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và xuất khẩu sang một số nước châu Âu, châu Á.